Chào tất cả các bạn quay lại đến kênh của Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình quay lại mình làm cái clip thay nha, mặt lưng của máy Redmi K30 nha các bạn. Nha bạn, cái con này vỡ cái mặt lưng sau nha. Và mặt lưng này hiện tại mình đang có hai màu này thôi nha các bạn. Mấy màu khác mình chưa về kịp nha các bạn. À, giờ mình sẽ thay cho cái máy này màu xanh nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái lưng này ra, thay một lưng mới vô nha các bạn. Mình vệ sinh sạch sẽ, mình cũng đã dán keo lên nè các bạn. Các bạn dán keo xung quanh nè. Đó, như mình dán nè. À, bây giờ mình sẽ ốp cái lưng vô là hoàn thành luôn nha các bạn. Ok, đó vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay mặt lưng con Redmi K30 của mình nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip khác. Hey,